Xin chào tất cả các khán giả yêu quý của kênh TB Chance. Mỗi quốc gia đều có nền văn hóa, chính trị và ngôn ngữ riêng. Sẽ không có gì đáng nói nếu thế giới sống trong hòa bình và yêu quý nhau. Nhưng cuộc sống không chỉ có màu hồng và tất nhiên bên cạnh hòa bình, ắt sẽ có chiến tranh, xung đột. Bên cạnh sự yêu quý thì còn ghét và tẩy chay. Điều này không chỉ đúng đối với mỗi con người mà nó còn đúng với cả tập thể, quốc gia. Và đất nước nào thê thảm đến mức cả thế giới tẩy chay và lý do vì sao? Hãy cùng TB Chance đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đất nước với quốc gia hơn 1 tỷ dân đang có hàng loạt những yêu sách bành trướng, lấn át các nước láng giềng, chuyên đi cà khịa khắp nơi. Chẳng phải ai xa lạ chính là Trung Quốc, người bạn gần cạnh nhưng không hề hiền lành của chúng ta đang có nhiều anti-fan nhất thế giới hiện nay. Với chính sách đối ngoại ngày càng hung hăng và độc đoán dưới thời ông Tập, Trung Quốc đã quá hấp tấp thể hiện tham vọng bá chủ thế giới một cách thô thiển, khiến nhiều quốc gia cảnh giác với Trung Quốc. Không phải tự nhiên mà các quốc gia lại phải cảnh giác mạnh với Trung Quốc. Các quốc gia đã nhìn ra được rõ nhất ngay trong đợt dịch bệnh COVID-19 vừa qua, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thể hiện rằng Trung Quốc đã và đang quản lý tốt dịch bệnh và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng vô tư giúp đỡ các quốc gia trong đại dịch. Và muốn nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là nguồn cơn gây ra sự lây lan của dịch bệnh. Nhưng tất cả chúng ta đều biết sự thật lại ngược lại. Với những bộ kit xét nghiệm nhanh mà Trung Quốc gửi tới các nước hầu như không thể sử dụng được và cho kết quả sai. Dịch bệnh thì bắt nguồn từ Vũ Hán và có quá nhiều uẩn khúc chưa được giải đáp ở đây. Những điều này đã nhấn lên nhiều lo ngại cho các quốc gia khác. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của nước Mỹ. Theo một báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 30 tháng 7, quan điểm tiêu cực của người dân Mỹ đối với Trung Quốc đã đạt đến mức cao kỷ lục trong đại dịch COVID-19. Khoảng 73% người Mỹ có cái nhìn thiếu thiện cảm với Trung Quốc. Kết quả cao nhất trong 15 năm nay. Các tác giả của báo cáo cho biết, còn đối với người tham gia nói rất ghét Trung Quốc, lên tới mức cao kỷ lục là 42%. Số lượng người đã tăng gấp đôi so với năm 2019. Khảo sát này cũng là bằng chứng mới nhất của xu hướng mất niềm tin vào Trung Quốc, bao gồm cả giới lãnh đạo cấp cao của họ đang hiện hành tại Mỹ. Và tất nhiên không phải tự nhiên số người ghét Trung Quốc này lại tăng cao đến vậy. Khảo sát của Pew cho thấy 64% người Mỹ nói Trung Quốc đã làm dịch COVID-19 trở nên tồi tệ hơn và 78% người tham gia cho rằng chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho việc để virus lan rộng từ thành phố Vũ Hán ra toàn thế giới. Nhưng chính phủ Trung Quốc không những không chịu trách nhiệm, họ còn biện hộ và đổ lỗi cho thế giới. Điều này gây nên không ít những phản ứng mạnh ở nhiều quốc gia, không chỉ Mỹ. Trong một diễn biến khác, khi tình trạng căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh, Mỹ đã có những động thái mạnh mẽ bao gồm việc đẩy mạnh các cuộc tập trận ở Biển Đông và phản đối sử dụng công nghệ của Trung Quốc trong mạng lưới 5G quốc tế. Căng thẳng Mỹ-Trung chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy khi mà Washington đã đóng cửa lãnh sứ quán Trung Quốc tại thành phố Houston, bang Texas và Trung Quốc đã trả đũa bằng hành động tương tự tại thành phố Thành Đô. Và tất nhiên, với những việc Trung Quốc đang làm thì đang tăng phần phẫn nộ không chỉ với Mỹ. Chúng ta cùng dạo quanh một vòng thế giới xem các quốc gia vì sao lại đang phẫn nộ đến như vậy. Bắt đầu với châu Âu tức giận. Được sự yểm trợ từ ông Tập cùng ban tuyên giáo hùng mạnh, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã chứng tỏ lòng trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách lên giọng đe dọa các quốc gia lớn của châu Âu mà họ không ưa. Với tham vọng lên mặt với nền dân chủ phương Tây để thấy một Trung Quốc sừng sỏ như nào và không hề kiêng nể ai, các đại sứ quán Trung Quốc đã bắt đầu đặt điều loan tin thất thiệt mô tả các nước châu Âu là đang suy yếu, vô dụng và bất tài. Rất nhanh, chính sách ngoại giao bẩn này của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kích thích lòng tự trọng của một EU hùng mạnh. Ngày 24 tháng 3 năm 2020, đại diện cấp cao của EU, ông John Borrell, đã công khai chỉ trích chiến thuật truyền thông xấu xa của quốc gia này. Ủy ban EU đặc biệt khó chịu với việc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm trong lần đại dịch vừa qua, khi vào tháng 1 năm 2020, chính quyền Bắc Kinh yêu cầu EU không được lên tiếng về việc hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc, nhưng lại cho cả thế giới biết châu Âu đang nhận viện trợ của Trung Quốc. Vâng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Buồn cười hơn nữa là khẩu trang và thiết bị y tế là mặt hàng mà Trung Quốc giao bán, chứ không phải là viện trợ.
Hơn nữa, những sản phẩm này còn được bán với giá trên trời, ngay trong lúc dịch bệnh, mà chất lượng thì lại quá kém. Chiến dịch ngoại giao khẩu trang và thiết bị y tế đều này tất nhiên phản tác dụng và ăn ngay quả đắng khi các vụ đầu tư từ Trung Quốc vào EU đã được siết chặt và các ngành như công nghiệp quan trọng, ô tô, hàng không và dược phẩm EU cũng chiếm lĩnh phần lớn hơn khi không để quốc gia tỷ dân này có cơ hội độc quyền. Nhiều công ty dược phẩm đang có những dự định chuyển nhà máy từ Trung Quốc về châu Âu, Anh và Đức. Dự thảo sẽ bác bỏ hệ thống 5G của Huawei. Lúc này, tại Pháp và Đức cũng đang dự luật ngăn chặn công ty nước ngoài thâu tóm hai lĩnh vực công nghệ và y tế. Trong khi Thụy Điển đóng cửa toàn bộ các viện khổng tử để ngăn chặn ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với hệ thống giáo dục nước này. Và gần đây nhất, Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu tuyên bố EU sẽ tìm cách giảm sự lệ thuộc thương mại vào Trung Quốc sau đại dịch. Đây quả là những tin tức không hề tốt lành đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn đang lăm le thống lĩnh châu Âu và thay Mỹ thống soái thế giới. Những động thái này của các nước châu Âu là minh chứng mạnh mẽ cho việc họ đang vô cùng cảnh giác với quốc gia tỷ dân này. Và tiếp theo, chúng ta cùng xem lục địa đen châu Phi đang phẫn nộ ra sao. Ngay cả ở châu Phi, nơi Trung Quốc được cho là có cái nhìn ưu ái hơn, thì hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang trở nên xấu xa hơn bởi những hành động không hề thống nhất với nhau. Khi hung hăng thúc đẩy mô hình chính trị độc tài thay thế nền dân chủ phương Tây, khi lại chia tay hợp tác với phương Tây, thay vì thống nhất đoàn kết châu Phi, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã góp phần chia rẽ và tạo nên mâu thuẫn trong lòng lục địa nghèo khó này. Điều này càng nhìn vào càng không thể chấp nhận được. Từ khi đại dịch bùng phát thì điều này càng tệ hơn. Những người châu Phi sống ở Trung Quốc đã cáo buộc chính quyền độc tài phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử của lục địa đen này, một số các nhà ngoại giao của toàn châu lục đã cùng ký một lá thư lên án gửi tới chính quyền Bắc Kinh. Có thể nói, châu Phi là nơi duy nhất vẫn còn dành chút cảm tình cho Trung Quốc. Nhưng mối quan hệ tốt này ít nhiều đã bị rạn nứt bởi chính sách hai mặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến nỗi gần đây, các cơ quan chức năng Nigeria đã đề xuất các biện pháp trả đũa như điều tra lý lịch pháp lý của tất cả các công dân Trung Quốc đã và đang làm việc tại nước này. Đi xa rồi lại về gần, các anh em láng giềng châu Á tất nhiên là còn bị Trung Quốc đấu đá rất nhiều. Bất chấp đại dịch bùng nổ ở khắp mọi nơi, Trung Quốc vẫn đều cho ra các nhóm tàu lớn, tàu bé làm dậy sóng Biển Đông, ra sức phô trương sức mạnh ở các lãnh hải các quốc gia khác nhau. Mặc dù các chính phủ ở đây luôn thận trọng, không tỏ ra đối kháng quá nhiều với Trung Quốc, nhưng dân chúng và giới tinh hoa tại châu Á càng ngày càng nhận rõ bản chất hiếu chiến và dã tâm thôn tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đến các làn sóng chỉ trích Trung Quốc ngày càng nhiều hơn. Việc Đài Loan bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chèn ép, không cho tham dự các cuộc họp của WHO, và Hồng Kông ngày càng bị kiểm soát dữ dội. Cùng với những đợt biểu tình gây phẫn nộ của người dân, thì đại dịch viêm phổi Vũ Hán chỉ là cái cớ cuối cùng để các quốc gia châu Á quyết định giữ khoảng cách với gã khổng lồ này. Bắc Kinh hiện nay cũng đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng trong cộng đồng quốc tế về các vấn đề gây tranh cãi, bao gồm xử lý quyền và bất đồng ý kiến, quyền dân sự ở Hồng Kông, và đặc biệt hơn nữa là chủ nghĩa bành trướng quân sự ở Biển Đông như đã nói trên. Phó giáo sư Jessica Chance-Weiss của Đại học Cornell, Mỹ nhận định tâm lý chống Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và Bắc Kinh biết điều đó. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn còn tự tin vào sức mạnh kinh tế của mình. Họ cho rằng một thị trường 1,4 tỷ dân đủ sức hấp dẫn để Mỹ và các nước phụ thuộc nhiều vào kinh tế Trung Quốc không dám tách rời họ. Nhưng có vẻ sau nhiều sự việc xảy ra, các quốc gia trên thế giới đang vô cùng thận trọng khi làm việc và ngoại giao với đất nước thích bành trướng này. Vâng, Enmin đã từng nghe thấy câu một người ghét thì do họ, nhưng nhiều người ghét thì bạn phải xem lại bản thân mình. Và câu này có vẻ đúng với quốc gia đông dân nhất thế giới. Hãy xem lại cách ăn ở nhà, người anh em, vì Hoàng Sa, Trường Sa luôn là của Việt Nam. Hãy đóng góp ý kiến của các bạn ở dưới comment và muốn admin làm về chủ đề gì thì hãy nhắn lại với chúng mình nhé. Cảm ơn các khán giả đã theo dõi. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe cho chúng mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại!